1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 5, 6, 7, 5, 7, 8, 9, 10, 10. Xin chào tất cả anh em và chào mừng em quay trở lại với Thế Audio. Và để tiếp tục các video thì ngày hôm nay bên em sẽ chính thức là sẽ giới thiệu cho các anh em một phiên bản vang cơ lai số cao cấp nhất đến hiệu ETC. Đây là phiên bản em khẳng định em đây là cao cấp nhất, hay nhất, vang cơ lai số kèm nọc xì, kèm nâng tiếng cực kỳ hay. Và đặc biệt sẽ tiếp tục giảm giá cho các bác anh em với một mức giá cực kỳ hấp dẫn cho các bác nhá. Thì trước khi vào video, rất là mong muốn anh em nào chưa like video, chưa đăng ký kênh Hoan Hỷ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Nhau Đó ạ. Và đây, đi vào giới thiệu chi tiết về dòng vang này, sau đó là báo cho em một mức giá cực kỳ tốt ở cuối video. Các bác xem đầy đủ video tránh trường hợp tua đi tua lại rồi lại hỏi về giá nhá, cũng như là về hỏi về các cái tính năng, chức năng của cái sản phẩm vang này. Phiên bản này nâng cấp rất nhiều các chức năng mới thì em sẽ giới thiệu đi lần lượt cho các bác. Đây, với ngoại thất của nó với size là size 1.5U, size dày rất là đẹp luôn. Và điểm đặc biệt nữa anh em nhìn thấy nhá, một màn hình LED đầy đủ hiển thị cho anh em ở giữa này. Đấy, vang cơ lai số kèm nọc xì, hệ thống equalizer nháy rất là đẹp luôn. Và kèm nọc xì, kèm nâng tiếng, xử lý tiếng rất là hay. Phiên bản này sẽ nâng cấp cho anh em là thành 6 cấp độ trung hú. Đây, các bác có thể thấy, thường là các cái vang khác thì có 1, 2, 3, cùng lắm là 4, 5. Nhưng đây phiên bản cao cấp này sẽ có 6 cấp độ chống ú, gần như chống ú hoàn toàn tuyệt đối cho các bác. Anh em sử dụng âm thanh gia đình thì thường sẽ sử dụng 1 và 2 thôi, sẽ chống ú rất là tốt cho các bác và anh em rồi. Con này 6 cấp độ gần như là thật sự em nó không thể rú rít nữa. Đặc biệt anh em đang sử dụng vang cơ thường hoặc là chiếc âm đi ấy, nó bị rú rít, thì anh em mua những chiếc vang cơ đa số này đảm bảo cho anh em là cắt hoàn toàn rú rít cho các bác và anh em. Cũng như là trang bị cho em một cái equalizer riêng biệt, các cái thể loại mà thịnh hành nhất hiện nay như là đây qua classic này, pop này, dốc này, da này, các thể loại thịnh hành nhất để anh em nghe nhạc được đồng bộ hơn. Đấy. Và tiếp theo nữa là phần effect con này rất là mượt mà, có eco dì vật riêng biệt. Đây anh em nhìn thấy ở đây nhá, chỉnh rất là dễ dàng. Đây phần dì vật von này, dì vật time này, delay của eco này, phần NR của eco ấy. Đấy, và repeat của eco. Eco dì vật riêng biệt, thật sự anh em nó mang lại trải nghiệm chất âm, tiếng mic của nó rất là hay, effect cực kỳ mượt mà. Và một dòng vang cơ lai số anh em này đều biết rồi, rất dễ dàng chỉnh. Anh em ấn vào mic này, ấn vào mic. Đấy, tăng mic này. Đấy, giảm mic đi. Hoặc là ấn vào music, ấn music tăng lên. Đấy, giảm đi. Và anh em có thể chỉnh ví dụ bass trung chép của mic, anh em ấn vào này hai lần này. Đấy, mic đấy, mic time này. Đúng không ạ? À mic chép, mic mid và chỉnh mic bass chỉnh rất là dễ dàng cho các bác và anh em luôn. Đấy, tiếp theo nữa là anh em chỉnh effect này. Đấy, effect ấn vào này. Đấy, effect chép này, effect mid, effect bass đầy đủ cho các bác. Và phần reverb rất là chi tiết cho các bác, phần mic cũng vậy, music cũng vậy, music chép này, music mid và music bass rất là chi tiết cho các bác anh em. Và con này sẽ trang bị cho các bác anh em đầy đủ các cái kết nối cao cấp như thế này để anh em chỉnh nhá, đầy đủ các kết nối. Đây em sẽ quay cho em về mặt sau của nó. Đây là hàng chính ngang của ETC, sẽ được bảo hành cho em là 25, anh em yên tâm sử dụng nhá, bảo hành 25 cho các bác. Và phía sau này sẽ đầy đủ cổng quang optical này, bluetooth này, đường COA, hay hai đường nhạc vào truyền thống bằng hoa sen anh 1, anh 2 đầy đủ cho các bác. Và hai đường ra chính là out, rout, anh em kết nối xuống trực tiếp đẩy hoặc là mini qua hai đường này. Và hai đường ra súp riêng biệt. Đấy, phiên bản rất là cao cấp, hàng chính hãng có tem mác đầy đủ của hãng ETC. Đây đây, tem bảo hành điện tử của hãng anh em có thể nhìn thấy logo dập chìm của hãng này. Đấy, và tem của hãng luôn, rất là cao cấp, bảo hành cho em là 25 cho anh em nhá. Rất là cao cấp cho anh em, phiên bản này thực sự anh em mang lại trải nghiệm chất âm rất là hay. Và đây em sẽ test thử cho anh em nghe tiếng nhạc, tiếng mic, sau đó là sẽ báo giá cho anh em nhá. Đặc biệt ngày hôm nay giá rất là tốt, cũng có những phần quà tặng cho anh em. Đây, music anh em vặn lên này, ấn vào music này. Đấy, ấn vào music tăng lên. Rất là hay luôn nhá. Chip là chip xử lý tiếng của mic, rất là hay luôn. Đây em sẽ nghe cho anh em nghe thử tiếng mic của nó. Con này echo dì vật, effect rất là mượt mà luôn. Echo riêng biệt, dì vật riêng biệt, anh em có thể tăng echo, tăng dì vật, giảm echo, giảm dì vật, rất là chi tiết cho anh em nhá. 5, 7, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10. Nên mùa xuân vừa đến, hóa về trên những bàn tay. 7, 8, 9, 10 Các bác nghe thấy chưa?
Đặc biệt em nói rồi, con này tiếng echo và dị vật rất là sáng tiếng, rất là hay luôn cho các bác. Và như phiên bản này thì thật sự em đây là phiên bản mới nhất, cao cấp nhất của hãng ETC trên thị trường. Và bên em đang sử dụng độc quyền của mã này. Và bên ngoài kia nha, các bác mua ở bên khác nha thì giá rất là đắt. Anh em mua những dòng vang cơ cũ rồi giá rất đắt rồi. Nhưng ngày hôm nay em sẽ tiếp tục giảm giá cho anh em mua những dòng vang cơ có thể nói là cao cấp nhất hiện nay. Eco dị vật 5-6 cấp độ thông ú. Giá ngày hôm nay nha, bên em sẽ bao ship này, tặng dây jack kết nối xung đẩy hoặc ấm đi và tặng thêm cho em một dây quang, cũng thêm là một cái điều khiển từ xa. Đây, hai phần quà ngày hôm nay là một dây quang dài 2m này và một chiếc điều khiển từ xa để các bác điều chỉnh các thông số qua chiếc điều khiển từ xa này. Một dây quang dài 2m để kết nối trực tiếp với cả từ TV xuống vang. Giá ngày hôm nay em bán cho anh em giá chỉ có bao nhiêu ạ? 1.550.000 và bao ship cho anh em nhá. Tặng đầy đủ jack kết nối cộng thêm một dây quang cộng thêm một chiếc điều khiển từ xa. Nhận hàng được kiểm tra trước khi thanh toán. Ok chưa? Anh em không nghe nhầm nhá, anh em nhá. 1.550.000 bao ship tặng đầy đủ jack bảo hành cho em là 25. Mua hàng nhanh tay nhắn tin cho em. Chốt vàng DX6. Đấy, chốt vàng DX6 nhá, giá rất là tốt. Duy nhất cho anh em trong video này giảm giá cho anh em chỉ có 1.550.000. DX6 chốt vàng DX6 đến em sẽ gửi hàng nhận hàng kiểm tra trước khi thanh toán. Ok chưa? Anh em theo dõi video nhá, nhớ hoan hỉ ủng hộ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông nhá. Cảm ơn các bác anh em rất là nhiều ạ.